Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Quay sang bản tin thế giới, cả Do Thái Hoa Kỳ và cả 100.000 người Do Thái và kể cả gia đình người Do Thái ở Mỹ này vô cùng thương tiếc. Họ lẽ đương nhiên là họ chỉ trích Hamas, nhưng mà họ cũng chỉ trích luôn Thủ tướng Netanyahu. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là 6 con tin họ bị bắt cả hơn 10 tháng nay. Cả 6 con tin này, trong đó có một người Mỹ gốc Do Thái và là cư dân California, thưa quý vị, anh Hersh Gobert Poland. Kế đến là Eden Jerushamin, Carmel Gad, Almok Sarusi, Alexander Lobanov và Uri Damino. Hai cô gái, Eden và Carmel. Còn lại là 4 người thanh niên này. Lẽ ra họ không chết đâu, nhưng mà bởi vì cái sự cố tình của quân đội Do Thái. Cái chi tiết đó là theo người tư lệnh trong cái cuộc tấn công vào dải Gaza vào hôm thứ Bảy. Thì trước đó họ nói rằng họ đang nỗ lực, bởi vì có những cái nguồn tin tình báo là họ đã tìm thấy được những con tin này trong các hầm trú ẩn ở dải Gaza. Và lẽ ra là cái cuộc đàm phán ngồi xuống, cuộc đàm phán này nhằm mục tiêu là phía Hamas muốn tiếp tục đeo đuổi cái việc mà kéo dài các cuộc chiến này. Họ đã thành lập lãnh đạo mới, và một mặt đó, họ cả hai bên đều có chiến lược. Một bên là cố gắng sử dụng con tin để kéo dài cái việc đàm phán. Và kéo dài việc đàm phán để làm gì? Để Hamas củng cố vào thời điểm mà Do Thái tấn công quá dữ dội vào dải Gaza. Thì đây là chiến lược của Hamas. Còn chiến lược của Netanyahu, và nhiều người họ đã nhìn thấy rõ ràng Netanyahu sẵn sàng hy sinh con tin để đạt được mục tiêu tối hậu và cuối cùng, đó là tiêu diệt toàn bộ Hamas. Ông đã từng tuyên bố là sẽ tiêu diệt đến tên Hamas cuối cùng. Mà nếu như vậy đó, thì làm sao mà thương lượng để giải thoát con tin? Một mặt đó, thì ông vẫn tuyên bố của Do Thái rất là giữa chừng, thưa quý vị. Một mặt đó nói là chúng ta sẽ tiêu diệt Hamas, trừng phạt tất cả những gì mà Hamas đã làm cho người Do Thái, giết cả ngàn người. Mặt khác, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để giải thoát con tin. Nhưng mà cái chiến lược để giải thoát con tin như thế nào? Đâu có đơn giản. Giải thoát con tin hiện nay theo Hamas yêu cầu là phải ngồi xuống đàm phán. Đàm phán, ok, bây giờ hôm nay, thí dụ, chúng tôi sẽ giao trả 6 con tin này. Đổi lại, anh sẽ giao trả 100 người Palestine, chiến binh Hamas vân vân bị bắt giữ. Hoặc là những cái gì có thể trao đổi được với. Mà phần lớn quý vị thấy đó là trong quá khứ đó, một người lính Do Thái họ xem trọng bằng với cả hàng chục người Palestine. Cho nên những cuộc trao đổi thường là bất xứng. Do Thái chỉ lấy một vài người lính, nhưng mà đổi lại cả đôi khi vài chục hoặc cả trăm phía con tin của Palestine. Và họ nói chúng tôi sẵn sàng trả. Họ còn nắm giữ trong tay cả 100 con tin. Họ giải rác hết mỗi một tên thủ lãnh Hamas đó, bắt giữ 6-10 con tin như trường hợp này. Thì trước đó, đó Hamas đã gửi đi một thông điệp khuyến cáo rồi. Quý vị nếu tiếp tục chần chờ, bởi vì nỗ lực hòa bình, tức là đàm phán đó, đã được tạo dựng ra cả mấy tuần lễ trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị rồi. Ngay cả ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ có mặt ở vùng Trung Đông thảo luận, rồi Netanyahu thì hứa hẹn, rồi
đã đồng thuận với một số các điều khoản. Thế nhưng sau đó đó, cái chi tiết này chưa được đồng thuận hoàn toàn. Cái là họ chỉ nói ồ, trên nguyên tắc chúng ta sẽ ngồi xuống. Nhưng mà quý vị thấy đó là tin tức vào thời điểm Hamas nói rằng chúng ta đang tiến dần tới một cuộc đàm phán, tức là hai bên ngồi xuống. Thế nhưng bên cạnh đó, Do Thái vẫn tiếp tục đánh vào dải Gaza, vẫn tiếp tục pháo kích và giết hại thường dân Palestine. Thế thì cái hành động như vậy làm sao có thể tạo được niềm tin để Hamas ngồi xuống đàm phán? Bởi vì Hamas tin là ông Netanyahu, thủ tướng Do Thái, sẽ tiêu diệt họ. Và vì thế họ đưa ra một tối hậu thư. Cái ghê gớm ở đây đó, thưa quý vị, là trước khi giết 6 con tin này hành hình, bắn vào đầu, vào ót, họ quỳ xuống bắn, cho nên những con tin này biết họ chết, là Hamas đó thu video của mỗi một người. Hiện nay đó, ngày hôm nay nè, Hamas ngay trong lúc này tuyên bố nếu mà Netanyahu tiếp tục ngoan cố mà tiếp tục đánh vào dải Gaza đó, họ đe dọa sẽ công bố 6 đoạn video thu được của 6 con tin này, mà gia đình, trong đó hàng loạt các gia đình của 6 con tin này họ vô cùng đau đớn. Bởi vì quý vị tưởng tượng, hàng trăm gia đình vẫn mong chờ mỗi ngày nghe ngóng con tin, họ vẫn tiếp tục biểu tình để kêu gọi trao đổi con tin. Mà trong số này, 6 gia đình đã nghe vào hôm qua Chủ nhật, sau khi quân đội Do Thái tuyên bố họ đã thu hồi. Cái vấn đề ở đây đó là để cho thấy rằng là tại sao Do Thái lẽ ra có thể cứu được con tin mà họ không làm. Họ cứ tiếp tục đánh vào, và họ vừa đánh họ hy vọng là Hamas có thể sẽ nhân nhượng, tức là để cho lính quân Hamas bỏ chạy, để lại 6 con tin này còn sống. Giống như họ chơi một cái canh bài vậy thưa quý vị, là Hamas sẽ không giết, bởi vì giết những con tin này cũng không có lợi, mà ngược lại đó, càng làm thêm cái sự thù hận của người Do Thái và cả thế giới nhắm vào Hamas. Thế nhưng cái canh bạc đó đã bù, rõ ràng là như thế. Do Thái tuyên bố họ tiến sát vào hang ổ để hy vọng cứu được 6 con tin này, họ tuyên bố như thế. Nhưng mà sau đó thì Hamas biết được một phần nữa đó, là cái những cái tên mà Hamas giữ 6 con tin này, họ cũng không thể nào đưa 6 người này ra khỏi cái hang ổ đó được. Họ có thể thoát, nhưng mà quý vị biết đó, vào cái thời điểm mà cái quân Do Thái cách xa chỉ còn có đủ vài chục thước thôi, không có cách gì họ có thể kéo 6 người này một lúc đi được, rất là phiền, nặng gánh. Và vì thế bọn chúng thoát đi, nhưng mà trước khi thoát đi, chúng bắn chết hết 6 người này. Sau đó chúng bọn thoát đi. Đó là lý do tại sao quân đội Do Thái tiến vào và thu hồi được 6 thi thể này. Ngày hôm nay thì cuộc biểu tình dấy lên, rồi ông Tổng thống Biden tuyên bố tạo thêm áp lực với Netanyahu. Nhưng mà những cái tuyên bố đó của phía Hoa Kỳ đó bằng thừa. Bởi vì nếu đạt được các thỏa thuận thì đâu đến nỗi giờ này mà xảy ra cái vụ này. Cho nên 6 con tin bị giết mà chưa kể đó, mỗi một ngày gia đình hồi hộp hơn. Không có gì đau đớn bằng nhìn thấy cái video của con gái mình nói lên lời chăn chối cuối cùng, mà bọn Hamas nói đây là những lời chăn chối cuối cùng của những con tin. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Hawaii vẫn đang điều tra một cái vụ nổ súng chết người xảy ra từ hôm thứ Bảy, mà bây giờ phía cảnh sát cho biết là 3 nạn nhân đã bị chết rồi, nghi phạm cũng bị chết luôn. Tổng số người chết là 4 người rồi 2 người bị thương. Mà bây giờ đó, phía cảnh sát cho biết là nhìn chung có vẻ như là những cái chuyện gây gổ giữa hai nhà hàng xóm, nhưng mà gây suốt nhiều năm rồi nó dẫn đến một cái hậu quả tai hại như hôm thứ Bảy. Thì phía cảnh sát cho biết, xin lỗi quý vị, đây không
phải là hình của mấy người nghi phạm này, tại vì phía cảnh sát chưa công bố, nhưng mà hình là từ một cái khu cái cộng đồng khá là hoang vu, gọi là Waianae thôi quý vị. Cái nơi này thì cách Honolulu khoảng chừng 40 dặm. Thì phía cảnh sát Honolulu cho biết là khoảng 11 giờ khuya hôm thứ Bảy đó, là những người sống ở đây gọi cảnh sát báo là có một cái vụ nổ súng mà bắn rất nhiều người rồi. Thì đến khi mà cảnh sát đến đó, họ nói là người bị thương phải đâu cả 5-6 người nằm la liệt ở một cái căn nhà, và hung thủ thì lại bị cái người chủ nhà bắn chết nằm gục ở đó rồi. Cho nên sau đó mọi người họ mới báo cảnh sát. Thì bây giờ cảnh sát họ lấy lời khai của các nhân chứng đó, thì nó cho ra một cái bức tranh. Chúng tôi sẽ quay trở lại câu chuyện này quý vị nhé.